cháo tất cả các game thủ. Vậy là Rui đã chính thức ra mắt ở phiên bản máy chủ mặt trời. Cảm quan của các anh chị em về cô nàng Rui này như thế nào? Riêng tôi thì thấy có quá nhiều thứ để nói về cô nàng này. Chúng ta hãy cùng trải nghiệm chiêu của Rui và tương tác của cô nàng như thế nào nhé. Như các bạn đã biết, chiêu 2 thần môn của Rui có thể đưa đồng đội trở về tế đàn nhanh chóng. Nhưng với những vị tướng đồng minh đang trong trạng thái không thể bị chọn là mục tiêu thì không nha. Điển hình là các vị tướng như Maja, Sephira, hay thậm chí là cả Zil trong khi sử dụng phong ba, cả Feta lẫn phe địch đều không thể lôi Zil về tế đàn cùng được. Các tướng khống chế cứng như Badum, Arum hay Alistair sẽ phải bật khóc trước Rui. Khi mà thần môn đều có thể dễ dàng cứu thoát bản thân và đồng minh khỏi những chiêu thức độc đạo ấy. Vậy thần vực thì sao? Nó còn cứu cánh nhanh hơn so với thần môn nữa cơ. Đó quả là một trợ thủ có 102 phải không? Để khẳng định một lần nữa, Rui chắc chắn là khắc tinh của mọi sự khống chế. Bowman hoàn toàn bất lực khi sát vực chỉ là một thú vui tao nhã của Rui, khi cả hai chiêu thức đều có thể phá dễ dàng. Nhưng mà các bạn hãy cẩn thận khi một số trường hợp chiêu 2 của Rui khá là bóp đấy. Ví dụ như Max đang bay mà vào vòng của Rui thì... Có mẹo cực hay đối với những vị tướng có khả năng di chuyển để lại bóng. Ví dụ là Elando hay Murat, bạn có thể tiết kiệm tối đa thời gian về tế đàn rồi ra đường. Điều đặc biệt nhất chắc chắn là cặp đôi Rui và Zip. Đây là hai vị tướng đầu tiên có thể mang bùa về nhà ở chế độ đấu thường hoặc đấu rank. Đây là sự kết hợp khiến rừng đối phương phải khó khăn trong giai đoạn đầu trận. Sự kết hợp thứ hai mang tới tầm vũ trụ đó là Rui và Rossi. Khi mà cả hai đạt đến cấp độ 4, bạn có thể kết liễu bất kỳ kẻ địch nào nếu bạn muốn. Thần vực cũng có thể làm điều tương tự, nhưng bạn phải combo thật nhanh tay vì có tỷ lệ đối phương sẽ không biến về cùng bạn. Ngoài ra, nếu kẻ địch là Rossi thì thần môn cũng không thể giúp đồng đội về nhà được. Nhưng với thần vực thì dù bị Rossi kéo đi nhưng vẫn có thể kích hoạt dịch chuyển để thoát thân dễ dàng. Và bạn không thể biến về khi đang kích hoạt trang bị của cầu băng xương. Thần vực thì khác, có thể dễ dàng kích hoạt được, rất có lợi khi bị vây bắt mà không còn đường lui. Và đó là tất cả những gì mà tôi đã tổng hợp được trong thí nghiệm lần này. Còn rất nhiều các tương tác đang chờ các bạn khám phá. Hãy vào game và cùng nhau trải nghiệm vị tướng trợ thủ hot pick nhất mùa này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những số sau. Subscribe và bật thông báo ngay kênh YouTube chính thống duy nhất về tướng, trang phục và các sự kiện cộng đồng.